Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video để quay về quy trình đóng hàng một cây đàn nguyệt này mình chuyển đi cho khách. Đây là một cây đàn nguyệt thường bên mình đang bán với giá là 590.000 đồng. Khách hàng có mua thêm một bao da và thường mua bao da kèm theo thì bên mình sẽ khuyến mãi cho khách chỉ còn có 110.000 đồng. Còn mình thường mua bao da này bên mình bán lẻ 150, nhưng mua kèm đàn thì mình sẽ giảm giá cho khách để ưu tiên để hỗ trợ khách tốt nhất. Thì đây là một cây đàn nguyệt thường. Bây giờ mình sẽ tiến hành đóng gói cây đàn nguyệt này. Thì bên mình có rất là nhiều thùng như này đã chuẩn bị sẵn để đóng gói những cây đàn, tránh vận chuyển xa làm hỏng hóc hay gì đó. Giờ mình sẽ tháo cây đàn ra để có thể dễ dàng vận chuyển. Thì khi mình tháo cây đàn thì bên mình cũng tặng kèm một bảng hướng dẫn lắp đàn, tránh trường hợp các bạn về không biết lắp đàn. Đây là một túi phụ kiện đi kèm gồm một bóng gẩy, một dây dự phòng và một thẻ học đàn. Với thẻ học đàn này thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần ví dụ như điện thoại mình đây, các bạn chỉ cần vào Zalo phần quét mã, đây sau đó các bạn quét cái mã này. Các bạn chỉ quét mã và ra một cái link, ấn nào. Đó. Các bạn nhập vào chỗ lại đàn hàng các bạn vào. Thế là sẽ ra một cái trang hướng dẫn mua đàn nguyệt này, hướng dẫn chơi đàn nguyệt này. Thì nó sẽ hướng dẫn các bạn lên dây. Thì dây đàn nguyệt thì có 3 loại dây ở đây, là dây bắc hay là gọi dây quãng 5, dây oán, dây quãng 4 và dây tố lan, dây quãng 7. Và trong đấy sẽ ghi rõ là đồ rê mi pha son ở đây, các nốt trên đàn luôn, để các bạn dễ dàng học chơi. Đó. Giờ mình sẽ cất cái bộ này vào trong túi này. Mình sẽ tháo rời cần này ra. Đây là bao đàn đi kèm này. Và mình sẽ bọc lại. Thường ấy, thì vận chuyển cây đàn nguyệt này nó rất hay bị rơi vào cái hàng gọi là hàng cồng kềnh, tại vì là nó rất là to. Thế nếu nên mà mình để nguyên cả cây đàn mình vận chuyển đi thì giá thành nó sẽ rất là đắt, nên mình sẽ phải tháo ra để giảm cái kích thước cồng kềnh. Vì là vận chuyển một cồng kềnh nó lên từ 150 đến 200.000 một lần vận chuyển. À, như vậy thì các bạn, nhiều bạn đặt cây rẻ vận chuyển đắt, các bạn tiếc lắm. Tiền vận chuyển bằng ngang cả tiền cây đàn rồi. Nên là mình sẽ tháo rời ra để vận chuyển.
cái cần này bọc rất cẩn thận, bọc không cẩn thận là rất dễ bị mất nốt, mất nốt trên cần đàn. Bầu đàn, cái bầu đàn thì cái mặt trên này nó có phím đàn và dưới này có ngựa đàn, mình bọc cẩn thận chỗ này lại không học. Đấy, cái người đệm rất chắc. Đấy, cái trường hợp ba đập lưỡi đạn rất chắc như này. Đây là phím đàn. Đó. Xong. Giờ mình sẽ xếp vào thùng đàn. Xem. Đây là thùng bên mình đặt, thùng riêng cho cây đàn chứ không mua thùng giấy về để vá, không lấy thùng giấy trong kho để vá thì như vậy nó không khít với cả cây đàn vận chuyển lúc xảy ra vấn đề gì đấy. Bên mình thì vẫn có chính sách là các bạn được phép xem hàng trong khi vận chuyển, hàng sau khi được nhận, sau khi nhận hàng. Đó. Xong vuông bắn rồi, giờ mình sẽ đóng thùng này vào và tí in mã vận đơn lên trên là xong. Má vận đơn đó cái nào ba ngày tĩnh. Rất là đẹp luôn, thở chắc chắn, vãi chưa, còn rồi, thoải mái. Thở kỹ, thùng của mình rất là dày, thùng của mình thuộc 7 lớp, rất là dày luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh bên dưới của mình nhá. Và like nếu ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn.